Vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ, thu giữ rất nhiều siêu xe của các leader độc lệnh, rất tinh vi, bí mật và thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử, liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hay rút tiền. Vậy thì như thế nào trước khi bị triệt phá, thủ đoạn của chúng tinh vi đến mức nào? Đó là một câu hỏi lớn để không ai có thể mắc bẫy của tổ chức này thêm một lần nữa. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử, liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hay rút tiền. Nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển tại khắp tỉnh thành trong cả nước. Với số tiền hoa hồng được sàn cờ bạc trả cho những leader độc lệnh, vì lượng người tham gia mỗi lúc một đông đảo từ các nhánh phía dưới, các đối tượng nhanh chóng tậu xe sang, mua đất, khoe đất hay mua nhà, hay là úp những hình ảnh từ các buổi tiệc tùng sang chảnh và đưa ra những triết lý giàu để lôi kéo thêm người tham gia cờ bạc trái phép. Ngoài các buổi giao dịch kiếm lợi nhuận thì nhóm tổ chức còn giao lưu những buổi online qua Zoom, hát hò, học làm giàu và chia sẻ những kinh nghiệm làm giàu từ những người đã thành công, đã kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng nhờ việc xây dựng hệ thống người chơi bên dưới mình. Tuy nhiên thì khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị triệt phá. Hiện tại thì công an đang điều tra mở rộng và đây là một vấn đề cần được lên án và cảnh báo người dân không nên tin quá nhiều vào những phi vụ siêu lợi nhuận như thế này để không phải lâm vào tình trạng tiền mất tật mang.